Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em tới lớp 3 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Khải Liêm đi công khai quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ ôn tập học kỳ 1 tiếp nhé. Mình sẽ học bài 43 ôn tập hình học và đo lượng. Hôm nay mình sẽ học tiết số 1. Giờ mình sẽ làm tiết số 1 trang 118 phần luyện tập. Một câu số 1 trong hình bên có mấy góc vuông. Giờ mình sẽ quan sát hình bên xem có tất cả bao nhiêu góc vuông nha. Thì mình thấy là cái góc này vuông, đúng không? Góc này vuông, góc này vuông, góc vuông. Nhưng mình sẽ có bốn góc. Này là bốn góc vuông. Phía dưới bên đây là một góc vuông. Bên đây là một vuông, tổng cộng là 6 góc vuông, đúng không? Nhưng mình trả lời câu A sẽ là có 6 góc vuông. Bài làm của mình. Câu A trả lời là có 6 góc vuông. Giờ bây giờ mình có thể liệt kê gì, đúng này. Trước hết là góc vuông đỉnh kê. Vuông đỉnh kê. Tiếp theo sẽ là mình thấy là góc vuông đỉnh K thì sẽ có là chứ hết là góc bên đây chính là góc vuông đỉnh K nhưng mà cạnh là KA KB đúng này. Cạnh KA KB. Tiếp theo sẽ là cũng là góc vuông đỉnh K nhưng mà sẽ là cạnh là KB KC đúng này. Góc vuông đỉnh K cạnh KB KC. Tiếp theo sẽ là góc vuông đỉnh K. Góc vuông đỉnh K cạnh KC KI. KCKI. Và tiếp theo sẽ là góc vuông đỉnh K ở đây chính là cạnh KA và KI. KA, KI. Đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ có góc vuông đỉnh Y ở đây. Góc vuông đỉnh Y cạnh là IKID. IK phải ID. Tiếp theo sẽ là góc vuông đỉnh Y cạnh IK IE. Giờ như mình xong câu A mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B người ta hỏi là có mấy góc không vuông đỉnh A? Thì mình thấy là góc A ở đây có hai góc không vuông chính là góc A ở phía trên. Chính là góc đỉnh A cạnh AP AK. Và góc không vuông đỉnh A phía dưới sẽ là cạnh AK AE. Đúng này. Còn nữa hay không? Mình thấy còn một góc nữa chính là cái góc lớn này. Chính là góc không vuông đỉnh A cạnh là AP và AE. Tổng cộng là ba góc không vuông đỉnh A nha. Như câu B mình trả lời là có ba góc không vuông đỉnh E. Có ba góc không vuông. Đỉnh này. Này. Góc không vuông đỉnh E. Cạnh ABAK AB AK đúng này.
Tiếp theo sẽ là góc không vuông định A, cạnh là AK và AE. AK, AE. Và cuối cùng sẽ là góc không vuông định A, cạnh là AP, AE. Giờ như vậy mình xong câu B, mình sẽ qua tiếp câu C. Câu C người ta kêu mình tìm trung điểm của đoạn thẳng AC và đoạn thẳng ED. Mình quan sát đoạn thẳng AC, AC là từ đây tới đây. Trung điểm là điểm nằm ở giữa. Và mình thấy là K sẽ nằm ở giữa A và C và KA sẽ bằng KC. Vì mình thấy từ đây đến đây là 3 ô, từ đây đến đây cũng 3 ô, có nghĩa là K sẽ trung điểm của đoạn thẳng AC. Và ED thì ED là đây. Thì Y là điểm nằm giữa và Y khoảng cách từ Y tới E sẽ bằng khoảng cách từ Y tới D. Có nghĩa Y sẽ là trung điểm của đoạn thẳng ED. Đúng không? Như câu C mình trả lời là trung điểm của đoạn thẳng AC là điểm K. Đúng không? Trung điểm của đoạn thẳng AC là điểm đúng này. Trung điểm của AC chính là K và trung điểm của ED chính là Y. ED là điểm chính là điểm Y đúng này. Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 kem thì bài kem sắp bấm hết video phải biết kem thì bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình vẽ hình khơi mẫu. Giờ các em quan sát hình và mình vẽ vào tập của mình khơi mẫu nha. Như mình sẽ vẽ một cái hình tam giác thì mình thấy bắt đầu từ đây. Mình vẽ xéo xuống dưới đây là 3 ô. Vẽ ngang qua 4 ô. Vẽ xéo lên này, mình sẽ được một cái hình tam giác. Đúng không? Còn cái hình chữ nhật này thì mình vẽ từ đây đến đây là 4 ô tập, xuống dưới là 2 ô tập. Nói là mình sẽ được một cái hình chữ nhật. Tiếp theo mình sẽ vẽ một cái hình vuông ngang là 3 ô tập, xuống là 3 ô tập. 3 ô tập có nghĩa là 12 ô ly, đúng không? Giờ câu số 2 các em sẽ tự vẽ chữ tập nha. Mình quan sát hình và mình vẽ giống như mẫu là được. Giờ như vậy là mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 câu A người ta kêu mình nêu tên các đường kính, bán kính của hình tròn như đây. Giờ bây giờ mình sẽ nêu tên nha. Câu A trước nhé. Chứ không phải nêu tên các đường kính. Các đường kính này. Giờ mình sẽ liệt kê tên. Thì mình thấy có đường kính nào? Mình nhớ là đường kính là một đoạn thẳng đi qua tập. Đúng này. Và hai đầu còn lại sẽ nằm ở hai bên. Như mình thấy là có CAB này, AB đi qua O, AB chính là đường kính. Tiếp theo mình có CD cũng đi qua O, chính là đường kính luôn. Giờ tiếp theo mình sẽ liệt kê các bán kính. Giờ bán kính thì mình nhớ bán kính là một đầu sẽ là một đoạn thẳng, một đầu sẽ là tâm, đầu còn lại chính là một điểm trên hình tròn. Như mình sẽ có bán kính OA, OP.
OCOD và ON. Giờ câu B là hình dưới đây được xếp ở bao nhiêu khối lập phương và bao nhiêu khối trụ? Thì mình quan sát phía dưới đây là các khối lập phương. Thì mình thấy từ đây qua đây là bao nhiêu khối? 1, 2, 3, 4. Từ đây xuống đây là bao nhiêu khối? 4 nữa. 4 x 4 là 16, tổng cộng có 16 khối lập phương. Và mình thấy là có 1, 2, 3 khối trụ. Đúng không? Như người ta hỏi hình dưới đây xếp được xếp bởi bao nhiêu khối lập phương, mình trả lời là hình trên được xếp bởi, mình thấy bao nhiêu khối lập phương? 16 khối lập phương. Và ba khối khối trụ, đúng không? Như vậy mình thấy là hình trên sẽ được xếp bởi 16 khối lập phương và ba khối trụ nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm click video để biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4 người ta nói là người ta xếp các khối lập phương nhỏ màu trắng thành khối hợp chữ nhật, do sơn tất cả các mặt của khối hợp chữ nhật đó như hình vẽ. Hỏi có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ được sơn ba mặt? Như vậy người ta nói là người ta sẽ xếp các khối lập phương nhỏ màu trắng nha, thành một khối hợp chữ nhật, do sơn tất cả các mặt của khối hợp chữ nhật đó như hình vẽ. Hỏi có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ sẽ được sơn ba mặt? Thì mình quan sát hình mình thấy là những cái khối lập phương nào sẽ sơn được ba mặt. Thì mình thấy là những cái khối lập phương mà sẽ được sơn ba mặt chính là những khối lập phương nằm ở đỉnh của khối hợp chữ nhật, giống như cái này, mặt trên mà hai bên này, đúng không? Khối lập phương này nè, cái này, cái này, cái này. Bên đây là 4, bên đây là 4, tổng cộng là 8 khối lập phương được sơn ba mặt, đúng không? Như vậy câu số 4 các em trả lời sao? Các khối lập phương nhỏ nằm ở đỉnh khối hợp chữ nhật. Sẽ được sơn ba mặt. Đúng rồi. Các khối lập phương nhỏ nằm ở đỉnh khối hợp chữ nhật sẽ được sơn ba mặt. Như mình kết luận là sẽ có 8 khối lập phương được sơn ba mặt. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 4 nhé. Giờ câu số 4 các em hiểu bài, các em sẽ bấm click video. Hãy biết các em hiểu bài.
Dạ, như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng vậy thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh Khải Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Khải Liêm nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.